Dạ kính thưa quý vị, đứng trước mặt của chúng ta là thầy Thánh Phước, sư thầy sáng lập bếp cơm chay từ thiện Sen Tâm không đồng dành cho các sinh viên người nghèo ở làng Đại học Thủ Đức. Những ngày mà trước Tết, câu chuyện về thầy Thánh Phước đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng, nhận được sự quan tâm đặc biệt của các quý vị khán giả Mạnh Thường Quân, và bếp cơm chay đã phát triển để mà thêm cơ hội giúp cho người nghèo, những người không may trong cuộc sống cũng như các bạn trẻ sinh viên. Thì hôm nay là sau những ngày nghỉ Tết thì thầy trở về quê hương Hậu Giang, và chúng ta những Mạnh Thường Quân cũng đang rất là mong muốn nghe được những cái thông tin về cái sự hoạt động trở lại của bếp cơm chay Sen Tâm của thầy. Dạ đó là nội dung mà con cũng rất là mong được nghe thầy thông tin. Dạ A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm cũng như Phật tử trong và ngoài nước, và kính thưa anh Thiện, thì quán bếp cơm chay từ thiện không đồng Sen Tâm cũng như là nhóm thiện nguyện Sen Tâm của Thánh Phước cùng tất cả các em sinh viên, thì qua một cái thời gian đã hoạt động cũng đã tính đến này thời điểm ngày hôm nay là cũng được khoảng 5 tháng, thì với sự trợ duyên của quý Phật tử Mạnh Thường Quân cũng như là các nhà hảo tâm gần xa trong và ngoài nước, thì hiện tại bếp cơm tình thương quán cơm chay không đồng Sen Tâm đã dần đi vào ổn định. Thì và do tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến đời sống của tất cả mọi người, thì cho nên là các trường đại học tại làng Đại học Quốc gia quận Thủ Đức cũng cho các em sinh viên được nghỉ trong khoảng thời gian này. Vì vậy cho nên tạm thời quán cơm Sen Tâm không phục vụ trong khoảng thời gian dịch bệnh. Và được biết thông tin rằng là các em sinh viên đầu tháng 3 tây lịch sẽ bắt đầu nhập học trở lại, thì lúc đó Thánh Phước cũng sẽ sắp xếp để khai trương quán vào năm Tân Sửu này, cũng như là sẽ sắp xếp khai trương chi nhánh thứ hai của quán cơm chay không đồng Sen Tâm tại làng Đại học Quốc gia. Thì kính mong toàn thể quý Phật tử Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm gần xa, cũng kiều bào hải ngoại cũng như là tất cả quý Phật tử trong nước sẽ cùng đồng hành với Thánh Phước trong việc duy trì bếp cơm chay không đồng Sen Tâm để ủng hộ và lo lắng chia sẻ yêu thương đến tất cả mọi người có hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt là các em sinh viên xa quê, xa cha mẹ, xa gia đình, có một cái nơi để lui tới, cũng như là xem nơi đó cũng giống như một gia đình thứ hai mà các em có được trong cuộc sống. A Di Đà Phật. Dạ, rất là vui khi mà nghe được một cái sự nhân rộng của thầy ở bếp cơm chay mà thầy nói là chi nhánh thứ hai. Xin thầy thông tin một cách rõ để các Mạnh Thường Quân biết được một cách chi tiết về cái địa điểm thứ hai để dành cho những cái người nghèo, sinh viên nghèo, về cái bếp cơm Sen Tâm 2 đi thầy. Dạ A Di Đà Phật. Kính thưa anh Thiện, kính thưa quý vị, thì chi nhánh thứ hai quán cơm không đồng Sen Tâm cũng nằm trong làng Đại học Quốc gia, nhưng mà cách cái quán thứ nhất là tầm khoảng gần 2 km, thì cũng là trong khuôn viên của làng đại học. Thì và chi nhánh thứ hai đó là đối diện là ký túc xá khu A làng Đại học Quốc gia, hàng ngàn sinh viên sinh sống ở đó. Thì Thánh Phước nghĩ rằng là chi nhánh thứ hai được mở ra thì sẽ lại một lần nữa chia sẻ yêu thương đến tất cả các em sinh viên xa nhà, xa gia đình. Dạ thì tiền thuê mặt bằng chi nhánh thứ hai, rồi tất cả những cái trang thiết bị phục vụ cho quán cơm cũng nghe muốn nghe thầy thông tin luôn ạ. Dạ A Di Đà Phật. Thì thật thiện duyên thay là khi mà Thánh Phước khởi tâm lên sang mặt bằng cũng như là thuê mặt bằng chi nhánh thứ hai á, thì cũng có Phật tử là gia đình của anh Nhân ở Bình Tân, thì anh đã phát tâm trợ duyên tiền mặt bằng là 5 triệu mỗi tháng để duy trì bếp cơm chay Sen Tâm 2. Và ngoài ra thì có cô Yến ở quận 8 đã phát tâm trợ duyên tất cả
về chén bát, đũa muỗng, thì và sư cô ở ở Pháp thì cũng đã ni sư ở Pháp thì cũng đã trợ duyên cho bàn ghế, thì coi như đó là một cái niềm vui rất là lớn đối với Thánh Phước cũng như tất cả các em sinh viên trong thời gian sắp tới sẽ được khai trương tiếp tục một cái quán cơm chay không đồng thứ hai A Di Đà Phật. Dạ, thì cái công tác quản lý của bếp sen tâm thứ hai thì thầy sẽ đã có kế hoạch cụ thể như thế nào? Thầy là sẽ là người ở chi nhánh 1 thường xuyên hay là thầy là sẽ chủ đạo bên chỗ chi nhánh 2 ạ? A Di Đà Phật. Xin thưa với anh Thiện cùng quý toàn thể quý vị, thì vừa qua thì có một sư cô ở Bình Chánh, thì cô cũng là người lớn tuổi và đã xuất gia cách đây vài năm, thì cô cũng nói là cô đã khởi cái tâm lên là làm từ thiện rất lâu rồi, nhưng mà vì hoàn cảnh cho nên cô cũng chưa có thể nào làm được việc đó. Thì nay biết được thông tin quán cơm chay không đồng sen tâm, cô đã gọi điện trực tiếp cho Thánh Phước và muốn trợ giúp. Thì Thánh Phước nói là con sẽ sẵn sàng giao lại quán cơm chay thứ hai không đồng này, như quán cơm chay không đồng thứ hai này cho cô quản lý. Và cô có hỏi Thánh Phước rằng là thầy ơi, nếu mà thầy sang quán lại như vậy thì con có phải mất tiền gì không? Tại vì cái xong thầy mới trả lời là thưa cô là tất cả những điều mà Thánh Phước đang có đều là nhờ quý Phật tử Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã ủng hộ. Vì vậy cho nên là Thánh Phước không có lấy bất kỳ một cái đồng tiền nào từ cái quán cơm chay không đồng sen tâm 2 này. Và chỉ Thánh Phước cần nhất là người có tâm để đứng ra để cùng chung tay góp sức vào lo lắng cho tất cả mọi người, tất cả chúng sanh đang có những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Thì sau đó thì cô khóc và cô nói rằng là thật sự con rất là cảm động. Thì thôi khi nào thầy lên trên Sài Gòn trở lại và thầy chuẩn bị khai trương thì thầy báo với con, rồi con sắp xếp con đến con gặp thầy. Và coi như là Thánh Phước cũng bàn giao hẳn cho sư cô đó. Nhưng mà trong cái quá trình là tầm khoảng 1 tháng đến 2 tháng để cho cô sư cô sẽ làm cái công việc này. Nếu mà cô sư cô hoàn toàn có thể chủ động trong cái việc duy trì và phát triển quán cơm chay thì Thánh Phước sẽ giao hẳn. Còn nếu mà cô không chủ động được, cô không làm được cái việc mà duy trì quán cơm chay không đồng sen tâm 2 này thì Thánh Phước sẽ lại tìm một cái nhân duyên khác để cho người nào đủ sức lực cũng như là sức khỏe hay là đủ cái tâm và lực để làm cái điều này. Đó là cái tâm nguyện của Thánh Phước, A Di Đà Phật. Dạ, thì còn cái việc mà chế biến món ăn thì chỉ chế biến một bên và đem theo qua bên chi nhánh kia hay là mỗi chi nhánh là đều có sự mà chế biến riêng cái món ăn này, rồi những cái hình thức tủ để mà chứa những cái rau củ quả tươi thì hiện giờ bên chi nhánh 2 là cũng đã đầy đủ chưa ạ? Hiện tại chi nhánh 2 thì nói về trang thiết bị thì chắc chắn rằng là cũng còn thiếu thốn rất nhiều, thì cho nên là hiện tại bây giờ thì Thánh Phước sẽ chia thành hai, một bên là chi nhánh 1 và sẽ chuyên về thực phẩm, có nghĩa là nấu ăn ra món ăn. Còn bên mà quán thứ hai đó thì sẽ chuyên về nấu cơm. Thì để tránh trường hợp là tập trung mà quá đông thì cái mặt bằng không thể nào mà đầy đủ cái chỗ nơi cho mọi người sinh hoạt. Thứ hai là thì khi đó chi nhánh thứ hai và thứ nhất á, một bên là thức ăn và một bên là cơm, thì khi đó sẽ trao đổi với nhau. Có nghĩa là bên chi nhánh 2 sẽ đem mang cơm qua tại quán cơm chay sen tâm thứ nhất, và quán thứ nhất sẽ mang thức ăn qua cho quán cơm chay sen tâm 2. Thì đó là cái cách để tạm thời để mình quản lý như vậy, rồi sau này khi dần và ổn định thì sẽ tách biệt cả hai. A Di Đà Phật. Dạ. Thì thầy có nghĩ là bước đầu là hiện giờ với nguồn trợ giúp của các Mạnh Thường Quân, trợ duyên của các vị nhà hảo tâm, thì thầy thấy là cái sức hoạt động của cả hai chi nhánh vậy thì thầy có thể an tâm không, để mà ít nhất là trong một cái thời gian khoảng bao lâu là sẽ ổn định được cả hai bên? Dạ, thì với sự ủng hộ và chia sẻ yêu thương của tất cả mọi người thì Thánh Phước nghĩ rằng là sẽ có thể
phát triển và duy trì quán thứ hai cũng trong khoảng thời gian tầm 3 tháng. Có nghĩa là nếu trường hợp là tất cả những chi phí mà quý Phật tử đã đóng góp thì Thánh Phước sẽ đã đầu tư rồi, tại vì sang mặt bằng lại là hết 70 triệu. Đó, cho nên là cái phần mà quý Phật tử đóng góp thì Thánh Phước cũng sẽ sử dụng vào cái việc phát triển và duy trì cả hai quán A Di Đà Phật. Dạ. Vậy thì có một cái chi tiết mà gây nên cảm xúc rất là lớn đối với lại khán giả Mạnh Thường Quân, đó là hình ảnh một nhà tu là thầy Thánh Phước đây giữa đêm về sáng về cái chợ đầu mối để đi khất thực, nói là khất thực nhưng mà thật là đi xin từng cọng rau củ quả để về làm bếp cơm chay thiện nguyện không đồng. Hình ảnh đó liệu sắp những ngày tới khi mà được sự quan tâm của Mạnh Thường Quân nó còn sẽ còn xuất hiện nữa hay không thầy, và bây giờ thầy đã nhận được những cái sự chia sẻ nào từ những tiểu thương của chợ đầu mối ạ? Dạ, A Di Đà Phật thì chắc chắn là nếu mở thêm một quán nữa thì Thánh Phước cũng phải đi khất thực, phải đi xin rau củ, vì không thể nào mà mọi người mang đến mà đủ cho cả hai quán. Vì vậy cái công việc khất thực vẫn là Thánh Phước sẽ cố gắng, vẫn sẽ làm như vậy, tại vì mình đã phát nguyện thì mình phải cố gắng, mình không thể nào từ bỏ. Khi nào đủ duyên mà các Mạnh Thường Quân, các tiểu thương quan tâm đến và chở rau củ đến mà đầy đủ rồi thì lúc đó Thánh Phước mới dừng lại các công việc đi khất thực. Thầy nhận được những cái sự quan tâm chia sẻ nào từ các vị Mạnh Thường Quân, các tiểu thương của chợ đầu mối nông sản so với trước đây những ngày đầu tiên mà thầy đi khất thực mà mọi người chưa biết thầy là ai, chưa hiểu rõ được cái con đường hành đạo về chân lý của thầy, và bây giờ thì thầy đã đón nhận cái sự việc mà mọi người đối xử với thầy như thế nào ạ? Dạ, thì cũng có một vài tiểu thương cũng đã thầy cũng đó có liên hệ và xin số điện thoại, thì khi mà có sao cũ thì họ sẽ chủ động điện cho thầy, thì lúc đó là thầy sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Dạ. Rồi bây giờ nếu mà bếp cơm thứ hai thì thầy cần những cái vật dụng gì để mà cần nhất để phục vụ cho bếp cơm thì cũng mong thầy chia sẻ luôn. Nếu nhận được sự mà giúp đỡ của Mạnh Thường Quân thì Lan hiện sẽ làm cầu nối ạ. Dạ, A Di Đà Phật. Thì quán cơm thứ hai thì hiện tại bây giờ một cái mặt bằng, người ta mặt bằng trống và người ta dựng lên cái nhà tiền chế thôi. Nhà tiền chế mà chỉ là một cái gian nhà nhỏ phía sau và phía sau cái mặt bằng. Và còn phía trước thì họ chỉ là cán cái nền bê tông. Thì cho nên thầy nghĩ là một cái quán ăn mà cán một cái nền bê tông như vậy thì nó cũng sẽ không được sạch sẽ để phục vụ cho tất cả mọi người. Thì mong mỏi của Thánh Phước chỉ muốn là lót được cái nền cho sạch sẽ và sắp xếp lại ổn định. Nói chung là một cái quán nó phải tươm tất, nó đầy đủ một chút xíu để phục vụ cho tất cả mọi người. Rồi còn những cái tủ hiện này. Tại thì bây giờ chỉ được có một cái tủ đông thôi, vẫn chưa có tủ mát. Thầy cái tủ mát đó là loại như thế nào thầy cũng thể diễn tả luôn để các cô chú bác mà ai muốn trợ duyên thì cũng hiểu được cái ý muốn của thầy ạ. Dạ, tủ mát thì hôm trước cũng có gia đình của cô Diệu Phước tại Châu Thành Tiền Giang cũng có tặng cho quán cơm chay không đồng Sen Tâm thứ nhất á, là một cái tủ mát. Thì hôm trước là hình như là Thánh Phước không nhớ rõ lắm, nhưng mà đi cùng với một chú là dẫn đến đó mua thì hình như là giá khoảng 10 triệu hay 10 triệu 10 triệu á. Dạ. Dạ. Rồi trước khi kết thúc video này cũng mong thầy có những cái lời chia sẻ với quý vị khán giả. Dạ, A Di Đà Phật. Một lần nữa thay mặt cho toàn thể các thành viên trong nhóm thiện nguyện Sen Tâm quán chay không đồng gửi lời tri ân đến toàn thể quý Phật tử Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, và cũng như là gửi lời cảm ơn đến anh Thiện làm nhịp cầu nói, và kính chúc tất cả năm mới nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc, vạn sự cứu tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Pháp Đại Chúng Minh, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, xin cảm ơn thầy. Kính thưa quý vị, đó là những lời chia sẻ của sư thầy Thánh Phước về bếp cơm chay Sen Tâm không đồng của thầy. Rất mong nhận được sự chia sẻ, đồng cảm, yêu thương của tất cả quý vị, những Mạnh Thường Quân tuyệt vời nhất của kênh Lan Thiện. Đến đây Lan Thiện xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại trong những video clip khác ạ. Xin cảm ơn.